Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay và ngày mai. Thưa quý vị và các bạn, khối không khí lạnh đầu mùa với cường độ khá mạnh tràn xuống và bao trùm Bắc Bộ, khiến thời tiết khu vực chuyển lạnh rất nhanh. Vì thế mưa ở miền Bắc đã giảm hẳn. Trong chiều nay, khối không khí lạnh này tiếp tục dồn xuống, tính khô và tính lạnh càng rõ hơn, nên trong ngày cơ bản không còn mưa, trời khô ráo nhưng vẫn còn nhiều mây, khiến cho người dân miền Bắc cảm nhận được rõ cái lạnh đầu đông. Tại khu vực Trung Du và vùng núi, nhiệt độ vẫn thấp dưới 23 độ nên trời gần như rét cả ngày. Trong khi các tỉnh thành vùng đồng bằng và thủ đô Hà Nội, nhiệt độ trong khoảng từ 23-24 độ, trời se lạnh. Về đêm nay thì nhiệt độ sẽ còn giảm sâu hơn nữa, nhất là tại khu vực vùng núi, chỉ duy trì trong khoảng từ 17-18 độ, vùng núi cao thậm chí còn dưới 17 độ. Khu vực đồng bằng trong đó có cả thủ đô Hà Nội, nhiệt độ cũng chỉ từ 19-20 độ. Dự báo đợt rét này sẽ còn kéo dài đến khoảng ngày 23 tháng 10. Như chúng tôi đã cảnh báo trong các bản tin trước, gió đông bắc mạnh dồn xuống Trung Bộ, tương tác với địa hình, lại kết hợp cùng lúc với sự xuất hiện của dải hội tụ nhiệt đới, có trục vắt ngang qua khu vực Trung Bộ, nối với vùng áp thấp trên khu vực giữa Biển Đông, di chuyển vào đất liền, đã khiến cho mưa lớn dồn dập trút xuống khu vực Trung Bộ và cả Bắc Tây Nguyên từ đêm ngày hôm qua. Dọc các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa đã ghi nhận mưa rất to. Hiện nay vùng áp thấp đã đổ bộ vào đất liền Trung Bộ và di chuyển chậm về phía Tây, và nhiễu động trong đới gió đông trên cao, nên từ nay ở khu vực Trung Bộ sẽ tiếp tục có mưa to đến rất to. Trong đó thì khu vực có mưa lớn tập trung ở các tỉnh từ Hà Tĩnh trở vào cho đến Quảng Ngãi, với tổng lượng mưa là từ 150 cho tới 250 mm. Riêng tại khu vực phía tây của tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên Huế sẽ có những điểm mưa to trên 500 mm. Các tỉnh như Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa có tổng lượng mưa phổ biến từ 40 tới 80 mm, có nơi trên 100 mm. Do có mưa lớn nên nguy cơ cao xảy ra một đợt lũ trên các sông từ Trung Bộ trở vào cho đến Bắc Tây Nguyên. Do mưa lớn kéo dài nên trong ngày và đêm nay sẽ là khoảng thời gian các khu vực vùng núi ở các tỉnh trên có nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất, ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp ven sông hay là khu đô thị, tiêu thoát nước kém. Bà con khi thấy các dấu hiệu xuất hiện lũ quét như mưa lớn nhiều ngày ở vùng thượng lưu thì cần nhanh chóng di chuyển khỏi khu vực có thể xảy ra lũ quét để đến nơi có vị trí cao hơn. Do mưa lớn kết hợp với không khí lạnh khiến cho nền nhiệt cao nhất ngày tại khu vực Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế dao động trong ngưỡng từ 22-25 độ, trời lạnh. Còn tại Đà Nẵng, Quảng Nam và Quảng Ngãi là từ 26-28 độ. Khu vực từ Bình Định trở vào đến Bình Thuận, nhiệt độ cũng sẽ không vượt quá ngưỡng 31 độ. Dải hội tụ nhiệt đới cùng gió đông cũng tác động đến khu vực phía Bắc của Tây Nguyên, khiến cho các tỉnh Kon Tum và Gia Lai trong đêm nay và ngày mai kéo dài đến hết ngày 19 tháng 10. Có mưa vừa mưa to, với tổng lượng mưa từ 50-100 mm, có nơi trên 150 mm. Trong khi đó, ở phía Nam Tây Nguyên và miền Đông Nam Bộ sẽ có mưa rải rác vào chiều tối. Nhiệt độ thấp nhất đêm nay ở Kon Tum và Gia Lai chỉ ở khoảng từ 19-22 độ. Các tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng nhiệt độ nhỉnh hơn từ 1-2 độ. Còn ở Nam Bộ nhiệt độ trong khoảng từ 23-26 độ. Trên biển, qua quan sát trên mô hình dự báo xa, trong những ngày cuối tháng 10, Biển Đông có khả năng sẽ đón thêm một cơn bão nữa. Cụ thể, theo mô hình dự báo hạn vừa châu Âu, trong ngày 25 tháng 10, một vùng áp thấp từ Philippines sẽ di chuyển vào khu vực Đông Nam Biển Đông, sau đó mạnh thành bão số 9 trong ngày 26 tháng 10 và di chuyển theo hướng Tây Bắc tiến về Trung Bộ. Tuy nhiên, vị trí đổ bộ của bão dự kiến vẫn là miền Trung. Do đây mới chỉ là dự báo xa, nên trong những ngày tới, mô hình sẽ còn liên tục thay đổi. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi và cố gắng phát tin cảnh báo sớm nhất đến cho bà con để có thể chủ động ứng phó